quỷ chứ. Ăn luôn. Để em đút cho. Ờ, chấm đường thanh này. Ui giời, khác gì mẹ đuông dừa luôn. Đến ăn chín. Đến ăn chín. Mình dùng ăn tôm tôm sống chấm tắm nhá. Thơm một tí là hắt đỏ. Đến chín nha. Ok không? Ngon lắm. Ngon à? Đưa. Có đẳng cấp không? Các bạn đang còn ngoe nguẩy nhá, đang còn ngoe nguẩy luôn các bạn, như đuông dừa luôn. Tôm mà bỏ cái này một tí này là chín, chín đỏ luôn. Tôm đỏ rồi. Tôm thì phải đỏ rồi, đó, còn có chất axit mà. Đi lên nè. Lặng lặng đấy. Anh không chửi à? Mà, sợ quá. Ăn đi. Để ăn được, vui. Ngon. Anh thử ăn mà coi. Mày... Thanh cảm ơn à, ăn Thanh. Ăn được. Đúng ăn à. Được. Đi tàu ăn không? Đi còn. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Không ăn được đấy anh. Gói phải gói. Vậy. Đến chui nhá, đến chui nhá. Đến chui nhờ. Cái tua ngon nói. Cũng ngon thật. Đấy tua bên đi. Ngon. Đến chui, đến chui. Chanh với bột tạt. Quá anh chàng chay, tất cả liền mại. Rồi cuốn ăn đi. Rồi, gì nhân của chúng ta đây các bạn ơi. Rồi, ăn luôn. Nhai luôn. Cay sốc. Cay cay. Có sốc không? Thôi bây giờ bỏ trong cái nữa mà thích quay đi. Quýnh hậu à. Ăn đi. Nhiều chưa? Chưa. Ông tính cải cách nữa. Ai đứng cải cách rồi đấy. Nhà đi, nhà đi, nhà đi. Ta sẽ đi rụng chưa? Có đứng bỏ đấy, đứng bỏ đây. Đây này, đừng quay được. Đây này. Ờ, vứt đi, vứt đi, vứt đi. Ông tính em sống. Vứt, vứt, vứt. Thôi nhai lại, nhai lại người. Đừng bỏ đấy. Ngon nhỉ. Bên đây. Bên đây. Chờ view. Bên đây mà. Bên đây. Châu châu. Anh chị để. View chờ đỏ. Hả? Mất ngon. Mất ngon. Bên đây mà. Thôi ăn, ăn lại lần nữa. Mày gớm đi. Ra luôn á. Hả? Lỡ luôn rồi. Hai từ mưa có 1 triệu view. Nghe quá. Nướn. Nướn, nướn được rồi. Ăn được. Rồi vứt đi. Đồ vứt nha. Vứt đi. Để ăn được thì thôi. Vẫn nha. Rồi vứt đi. Còn ba ăn tôm ăn cái suốt. Nên mọi người thấy chúng tôi ăn uống rất là bình thường, nhưng của ông này ông quái thai, ông ăn không được. Ăn uống thì phải đàng hoàng, phải nhúng vào đây ăn. Rất là ngon. Với cú ơi chúng ấy, với cái tắc. Được rồi, cái sống. Ấy, nó xong về. Ngon mà. Có cảm giác chưa? Ăn. Ngon. Ngon. Không bao giờ có một tí vị tanh. Đúng không? Ừ. Nhưng mà bỏ. Tôm nó còn tanh hơn nhiều mà ăn còn được. Còn một tí nó tím đỏ. Còn ăn được không? Tôi cũng làm miếng các bạn đây. Ăn xem như nào để biết cảm giác, mùi vị. Bám đi. Cái kiếm lại sữa tôm. Nhớ. Không bao giờ có một tí. Tanh hơn là tiết mùi như thế. Ừ, ngon. Còn không?